cặp Rottweiler đực mõm vuông đầu thủ. Con này đầu thủ mỏ bằng ra, còn con này là mỏ gãy lên. Mà thường mỏ gãy thì mỏ nó phải có cái góc tam giác tí nha. Cẳng màu mãng, tay chân cực kỳ to. Hàng đệ sao nè, đang nằm chờ. Chó là mình đi đâu là nó phải nằm sau lưng mình, hai con trước hai con sau, nó bảo vệ phải đầy đủ vậy. Anh em mua chó liên hệ 0964 733 539 nha. Thần kinh cực kỳ tốt, mặt mày đẹp, màu mảng sáng trưng.